Hello anh em, rất vui được mọi người gặp lại. Hôm nay mình mới có rảnh rỗi để mình mô tả sơ cho anh em xem về cái cây lau nhà Catcher FC24 mà mình đã mua tầm 3 tháng nay. Đây, thân đầu máy. Hôm trước mình có làm cái review so sánh của cái Tineco S3 của mình với nó, nhưng mà nó bị lỗi. Và cái cây đó mình cũng đã thanh lý đi rồi. Đầu tiên thì anh em nhìn nè, mình xin phép giới thiệu sơ qua cái đây là pin. Mình lấy pin này đi để không cái công tắc của nó không có, nó chỉ cần bật lên bật xuống như thế này cọc cọc là nó tự chạy à, anh em thấy không? Và đây là cái bồn chứa nước sập, nước mình đổ vô đây. Và hãng có tặng kèm cho mình một cái chai nước lau sàn, nhưng mà mình xài hết rồi mình luyện đâu rồi. Và đây là các khớp nối. Cái khuyết điểm của nó là nó quá trời cứng, khi mà ép vô rồi là hầu như là không có mở ra được luôn. Để mình mô tả sơ cho anh em xem ha. Đây là cái hộc đựng nước bẩn, vô trong đây tháo ra dễ lau chùi, rất là dễ. Thì sau khi mỗi ngày mình vệ sinh nhà cửa xong rồi mình sẽ vệ sinh luôn cái này. Đây là cái công nghệ mà nó lượt tóc với ba cái chất bẩn nó sẽ bám trên đây, và nó có một cái cây lau, một cái cây chổi rất là hay, dễ thương lắm. Để mình lấy cái này là cái đầu cọ để quét ha. Giờ cái rợt lượt răng này là để đấm vô đây, dít lên dít lên dít lên. Lò xo nó ép xuống để nó khi mà cái cọ nó lăn nó gom chất bẩn lên tóc rồi dây thun rồi các công loại côn trùng nữa, nó sẽ dướng vô trong đây lại, nó không có đi vô trong cái chỗ hút nước bẩn. Nói chung là nước và cái nó chia ra đó nè, anh em xem này, lau rất là lâu, mình dùng hầu như là mỗi ngày, nhưng mà cái nhựa của người ta vẫn còn rất là đẹp không? Tuy nó có xước đó, nhưng mà cái độ bóng của nó rất là ok so với những cái loại sản phẩm đồng giá mà của Trung Quốc. Và đây là con lăn, cái đầu đựng con lăn tràn viền ha, nó lăn sát cạnh luôn. Và cái khuyết điểm lớn nhất của cái này là bạn phải vệ sinh thật kỹ con lăn nó lau mới sạch, còn không thì nó sẽ bị bám bẩn do nước nó lỏng trong, nước nó chứa trong đây thì nó sẽ thấm ngược ra ngoài này, nó rất là dơ, nên bạn phải vệ sinh sạch sẽ, phơi thật khô và ngày hôm sau bạn xả nước sạch lại bạn lau. Này là cái đầu tiếp nối vô cái trục để mình gắn pin cho anh em xem, chỉ cần bật xuống là dây máy tự chạy, đèn xanh nó quay, thấy không? Con lăn nó quay nè. Đó. Nước nó cung cấp ra. Nó thấm ướt cho con lăn rồi lau. Và nó có một cái giống như là cái đồ cái cuộn, nó cuộn cái chất bẩn đi vô trong đây. Rồi ba cái tóc rồi này nọ thì nó bị giữ lên trên đây, nên hơi dơ. Cái này mình mới vệ sinh bên ngoài, mình chưa có lau trong, nên chút mình sẽ vệ sinh lại. Lâu lâu rảnh thì mình nên vệ sinh mấy cái này. Và nó có một cái là như thế này, cái mình cực kỳ thích, đó là mỗi cái tiếng ồn của nó rất là nhỏ, hầu như là không đáng kể luôn. Chính vì cái motor nó quay khá là nhẹ nên cái lực hút của nó không được mạnh cho lắm, nhưng chủ yếu là sạch là quá ok. Chứ hút ầm 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 mà nó rất là dễ hư. Nó không như các loại cái sản phẩm của Trung Quốc. Con này thì cái máy này nó giật vận chuyển là từ cái động cơ quay. Anh em nhìn thấy nước sạch được cung cấp ra không? Đó. Nước sạch cung cấp ra là nó nhiễu xuống vậy nè. Thấm ướt còn lần vừa phải thôi. Mà hình như cái này hết nước rồi, để mình vô nước cái này cho anh em xem.
Đó, anh em thấy nước nhiễu xuống chưa? Nếu mình về lại cho anh em xem. À, lui thì nó không nhiễu, tiến tới nó mới nhiễu. Ồ, cái này hay nha, mới phát hiện. Và mình cũng phát hiện ra một cái rất là vui là cái sản phẩm này mới xuất hiện ở thị trường Việt Nam. Và đây là pin của nó. Pin đâu ta? Đây, cục pin đây. Với nhà mình là tầm 120 mét vuông, chưa kể cầu thang, thì viên pin này lao được hơn 1,5 cái là nó hết luôn. Nếu mà lao luôn cả cầu thang và mấy cái chiếu nghỉ rồi này nọ thì rất là nhanh, mau hết. Thông số của pin nó có chống nước luôn. Và một điểm yêu thích nhất của mình là cái dòng này là giống như là nó dành cho thị trường châu Á thì phải. Để anh em xem nha. Bàn ghế, tủ, mình minh họa thôi, rất là sát luôn. Nó hầu như là nó như một cái con robot hút bụi. Cái điều mà tết nhất mình dọn dẹp nhà cửa là mình lau hết toàn bộ, hút bụi cả cái gầm tủ đồ này nọ các kiểu, thì thời gian sau thì những cái cây lau nhà nó không có vô được, thì nó sẽ là một cái nơi tích tụ các chất bẩn. Bây giờ với cái FC 24 này của Catcher thì mình sẽ giải quyết được hầu như là 95% diện tích cần dọn dẹp. Nhưng mà có lời khuyên là nếu mà anh em tầm giá 7 triệu mấy mà mua một cái cây lau nhà mà nhà có trẻ nhỏ thì nên mua những cái dòng nó có công suất lớn để đề phòng các cháu đổ thức ăn, mửa, ói đồ này nọ. Nhưng mà nếu mà con là lớn rồi thì cần nâng cấp và lên đời thì này là một sự lựa chọn rất là hữu ích. Thật luôn đó. Mình xài mình rất là ưng vì con mình cái này nó không có nôn chớ nữa nên việc lau nhà rất là gọn gàng và nhẹ nữa chứ. Nguyên con này phun cả nước luôn thì tầm chưa tới 2 kg. Mình không xem thông số nhưng mà mình ước lượng là tầm khoảng 2 kg. Phụ nữ rất là dễ sử dụng. Rồi, video đến đây cũng dài rồi. Chừng nào mình có một cái gì nó hay hơn nữa thì mình sẽ giới thiệu với anh em. Bye bye, xin hẹn gặp lại.